Tổng Trọng đã hết thời, Huệ Vương công khai phê phán Tổng Bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn khẳng định Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, một giai đoạn quá độ để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Theo giới chuyên gia, một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là việc nhà nước phải đảm bảo miễn phí về giáo dục và y tế cho nhân dân. Các quốc gia theo đuổi chủ nghĩa cộng sản còn sót lại như Cuba và Bắc Triều Tiên, đến nay dù họ là quốc gia nghèo đói, song vẫn tiếp tục duy trì chính sách giáo dục và chữa bệnh miễn phí cho toàn dân. Ông Chủ tịch Quốc hội nói rằng y tế giáo dục không phải chỉ nhằm nhằm tự chủ. Báo Thanh Niên vào ngày 20 tháng 2 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội, y tế giáo dục không phải chỉ chăm chăm tự chủ. Bản tin cho biết, sáng ngày 20 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng không nên đẩy quá mức vấn đề tự chủ, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế giáo dục với lý do vai trò trách nhiệm của nhà nước trong hai lĩnh vực này còn rất lớn. Nhà nước phải lo, các cấp, các ngành phải lo. Phát biểu vừa kể trên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo giới quan sát, đó là một phần là câu trả lời cho câu hỏi mà lâu nay công luận vẫn đặt ra. Việt Nam nhân danh nhà nước xã hội chủ nghĩa, tại sao không duy trì chính sách miễn phí về giáo dục và y tế? Điều đó càng cho thấy cái gọi là xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự thoái thác của nhà nước đối với dân chúng một cách vô trách nhiệm, mà còn là biểu hiện của sự phản bội đối với lý tưởng cộng sản, là con đường ông Hồ Chí Minh của họ đã chọn. Công luận cho rằng trong kỷ nguyên 4.0, với hệ thống Internet như hiện nay, thì việc tuyên truyền về giấc mơ chủ nghĩa cộng sản là nơi làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, đã không còn chỗ đứng để mà lừa lọc dân chúng như trước đây nữa. Nếu đã như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam phải dũng cảm để thừa nhận những sai lầm về con đường mà ông Hồ Chí Minh đã chọn, đó là chủ thuyết cộng sản. Đây là một thứ chủ thuyết mà nhân loại đã vứt bỏ và xỏ rác từ những năm 90 của thập kỷ 20. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp vào năm 1992, vào tháng 10 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thực tế cho thấy kể từ năm 1986, Đảng Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế Xô Viết sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ chủ nghĩa cộng sản để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đó là lý do vì sao giới phân tích quốc tế đều khẳng định tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn tồn tại duy nhất trong xưng danh tên đảng. Còn tất cả đường lối, chủ trương, hành động của họ thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản nữa. Song cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mạo nhận họ là cộng sản vì họ không muốn cho dân chúng, đặc biệt là thành phần lão thành cách mạng, cựu chiến binh biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lý tưởng cộng sản. Đồng thời họ lại cố duy trì và níu kéo quyền lực chính trị độc tôn toàn trị nhằm mục đích duy trì lợi ích và bổng lộc của nhóm lãnh đạo trong chế độ hiện nay. Hai lĩnh vực giáo dục và y tế rất quan trọng trong cuộc sống của người dân, nhưng Đảng và Nhà nước không hề quan tâm. Nhà nước vô trách nhiệm núp dưới chiêu bài xã hội hóa để rút bớt ngân sách cho giáo dục và y tế vốn dĩ đã quá ít ỏi, để chi quá mức cho lực lượng công an và quân đội. Theo dự chi ngân sách của Bộ Tài chính trong 3 năm liên tiếp gần đây, ngân sách chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, vào năm 2022, Bộ Công an được phân bổ 95,5 ngàn tỷ đồng. Tới năm 2023 được tăng lên trên dưới trên 100 ngàn tỷ đồng. Trong khi năm 2022, ngân sách chi giáo dục chỉ vẹn vẹn có 6,5 ngàn tỷ đồng. Và cho năm 2023 chỉ có 6,5 ngàn tỷ đồng, dường như đứng yên tại chỗ. Như vậy, chi cho ngân sách nhà nước cho công an cao gấp khoảng 13 lần chi cho giáo dục, và được biết, chi cho ngành y tế cũng thấp tương tự. Cố Tổng thống Ba Lan, ông Valesa, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, là cựu chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Ba Lan đã từng tuyên bố, người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hổ cá thành tô súp cá dễ như chơi.
Cái mà chúng tôi đang phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó trở lại thành cái hồ cá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Tổng Trọng đã hết thời, Huệ Vương công khai phê phán Tổng Bí Thư. Vì sao Đỗ Hữu Ca và Tổng Trọng chẳng khác gì nhau? Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, từ tháng 7 năm 2010 đã nghỉ hưu. Ông bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Dân Trí vào ngày 21 tháng 2 đưa tin xác minh tài sản khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Bản tin cho biết khi bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và thu giữ nhiều đồ vật tài sản có giá trị cao. Ngoài hai khu biệt thự phổ khủng đang sử dụng, ông Ca còn có trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng ông Ca và một số cá nhân khác. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền Việt Nam, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu khác nhau. Xác minh tài sản khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Theo vợ chồng ông Ca khai, đây là tài sản có được thông qua việc tiết kiệm trong thời quá trình công tác, bố mẹ để lại qua lễ tết của các đơn vị và tiền lãi cho kinh doanh bất động sản. Dư luận xã hội cho rằng với mức lương và phụ cấp của ông Ca trên cương vị là giám đốc công an Hải Phòng, thu nhập không quá 20 triệu đồng, nếu tần tiện cũng không đủ ăn. Việc sở hữu một khối tài sản khổng lồ như vậy, đặc biệt là những bất động sản lớn và sang trọng, trong suốt một thời gian dài, tại sao không bị phát hiện để xác minh nguồn gốc của tài sản? Trong khi việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một yêu cầu bắt buộc, đây là quy định cụ thể của Bộ Chính trị và việc kê khai tài sản là điều bắt buộc với cán bộ lãnh đạo. Chỉ thị của Đảng nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức thì sẽ là vi phạm nghiêm trọng. Song ở Việt Nam hiện nay, tình trạng các quan chức kê khai tài sản để cho có, thậm chí xảy ra tình trạng bốc thăm để xem ai phải kê khai tài sản, đã trở thành hiện tượng phổ biến. Đó chính là nguyên nhân vì sao ở Việt Nam thường xảy ra tình trạng con voi chui lọt qua lỗ kim. Mới đây nhất tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Bến Tre. Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc kê khai tài sản với lý do ông Thọ sở hữu số tiền gửi trong các ngân hàng hơn 3.000 tỷ đồng và số cổ phiếu khoảng 1.000 tỷ đồng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không gương mẫu để nêu gương trong vấn đề kê khai tài sản để cho các đồng chí của ông học tập làm theo. Hình ảnh bên ngoài một trong những khu biệt thự khủng của tướng Đỗ Hữu Ca. Cụ thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thư kiến nghị của đảng viên Đảng Cộng sản yêu cầu Tổng Trọng phải công khai tài sản cá nhân để làm gương. Được biết đã có 54 chữ ký trong thư ngỏ kể trên, trong đó có những trí thức tên tuổi như Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc và 16 đảng viên của Đảng Bộ xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng tham gia ký tên vào thư yêu cầu. Bức thư ngỏ nêu rõ nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Được biết trước đó vào ngày 17 tháng 6 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản của cán bộ là rất khó khăn, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Bức thư ngỏ yêu cầu Tổng Bí thư kê khai tài sản của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng luận đánh giá, phát biểu trên mang tính tránh né để không chịu kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đưa ra. Đồng thời câu hỏi đặt ra nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự trong sạch, không tham nhũng, không có những tài sản bất minh, thì tại sao không dám công khai tài sản? Cho nên, việc cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca mới đây hay Lê Đức Thọ, cựu bí thư Bến Tre gần đây mắc tội, kê khai tài sản không trung thực cũng là điều dễ hiểu. Bởi lý do thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Dư luận xã hội thấy rằng giới quan chức hiện nay dường như đa số đều tham nhũng dưới các hình thức khác nhau và trường hợp như ông Đỗ Hữu Ca không phải là trường hợp ngoại lệ. Nếu các quan chức và cơ quan cấp cao đề xuất
và sờ đến bất cứ quan chức nào để điều tra, thì dường như gần 100% lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều là tội phạm ăn cắp, tham nhũng, có chăng chỉ là chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Đỗ Hữu Ca và Tổng Trọng chẳng khác gì nhau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.